Hello, xin chào cả nhà. Thì hôm nay thì ngày thứ bảy, cũng cho anh Hên hôm nay là ngày nghỉ của John. Thì sẽ dẫn gia đình đi đến cái Walmart này nằm ở bên West Covina. Nghe nói là nó đang hồi giống như là tồn kho, nó bán hết, nó sẽ đóng được cửa lại cái đó. Thì nghe nói là giá giảm từ 15 lên tới 35%. Hôm nay rồi hả? Đúng rồi, thì nó bắt đầu hình như từ trước rồi. Thì mới lúc đầu thì nó bắt đầu khoảng 5-10%, nó đầu từ từ dần dần lên, nghe nói thứ tư này thì lên tới 35-50% lần. Cho nên nếu mà đồ nó cạn hết, người ta lựa hết rồi thì cái phần trăm nó giảm xuống thì lại tăng lên đó. Thì nói chung bây giờ mình đi tới đó thì mình chỉ coi thôi, chứ thì mình cũng chưa biết là mình sẽ mua được cái gì, mua gì và có gì để mua nữa. Thì sau khi chiều hôm nay thì đám giỗ thì chắc John sẽ đi hai ba chỗ đi mua đồ, mua đầy dầu dầu về cúng, xong rồi anh em con cháu tụ họp lại. Anh chào, let's wait for mom. Ready to go? Yeah. All right, let's go. All right, mình đã tới cái chỗ Walmart rồi nha các bạn. Cái Walmart này là vô đây nhà này. Đẹp không đó ngủ ha. Đây có hai lầu á. Bên này có đi lầu mà wrong way. Đây để bảng rồi. Wow, vắng quá trời luôn. Nothing's here. Oh, wow. Oh, groceries. Rồi. Nó vắng ghê luôn các bạn ơi. Bán xịt bách đó rồi, không còn gì rồi. Chỉ còn còn mấy đồ bên này thôi nè, có cái gì rẻ mua được không? Để coi coi. Này closing rồi. Xe bên kia kìa, muốn lấy không? Bên nào bác? Ở bên đó kìa. What's the point of going here with closing? Go grab one. Oh. So, I want to go back to the other Walmart. We can go up upstairs, up the escalator. Oh, look at this. Escalator here. Yeah. To your right. Oh, look, they have Starburst. We need Starburst. Yeah, Starburst. A bunch of candies. Thì cũng giống như những cái công ty khác, bây giờ thì người ta mua đồ ở trên mạng rất là nhiều. Amazon thì lên ra lạo rất tốt. Target thì cũng mới vừa bắt đầu mở ra cái dịch vụ là membership. Đó, sẽ bắt giống như là Walmart vậy. Tại bây giờ nói chung là Target nó cũng muốn làm giống như là Walmart với Amazon. Nếu mình các bạn mà vô cái thành viên trả một năm hình như 99 hay 98 đô gì đó, thì mình có nó sẽ gửi đồ đến nhà cho các bạn trong vòng một ngày hoặc đến 3 ngày. Thì nhớ bây giờ nó cạnh tranh dữ lắm, giống như trên Amazon. Thì Walmart thì cũng vậy, nhưng mà Walmart thì những cái chỗ nào mà không có tiền lời và không có thu nhuận cao và dưới lỗ thì nó sẽ đóng bớt. Cái gì con? Wait, you guys gotta wait for me. Be careful with the escalator. Be careful. Đó thì cái thang máy này á, mình có thể đẩy xe đi lên. You come with me. How do you push the cart up? Carts only. Yeah. No children. Can I go in there? No. Why? It's for the cart only. It's not for you. We're over here, Ann. Where are you going? Let's go follow mom. Oh, có beef jerky kìa, có khô bò các bạn. Không biết có rẻ không? Look at this. Beef jerky. Original. 12 đồng, 94. Có nhiều đồ bạn. You see anything you like? Look at em không? Look at 25% off kìa. Coi coi. Oh, got them candy. Oh, they had. Look at the ice cream sections, huh? Oh, get sunshine.
Cupcakes. Popsicle. Nói chung là mấy cái này là 25% off hết các bạn. Giảm. Kể cả bên này luôn, 25% luôn. Nè, lấy cái kem này nè, mua cái kem này về ăn chứ. À, này nhưng mà chút xíu nữa nó ướt không ta? Này phải già nhà luôn ha. À, này nè. Rẻ mà. Có không? Trời. Mua thử đi em. Thường mà nó vô được nằm ở trên kệ đây là phải ngon đó em. Nằm lên đây là ngon đó. Hey girls, move out of the way. No. Cái gì cũng 25% off. Everything 25% off. Vì mình thích. Bây là những đồ baby. Mình sẽ đi qua bên đây. Follow me, guys. Alina, left. Alina, come on, follow dad. Aiden. Có những cái section là nó toàn kho luôn, nước clearance luôn là không còn ấy nữa, dẹp luôn. Ê, đừng. Đây cái quần áo này các bạn, cũng 25% off. Can I buy you this shirt, Aiden? No, that shit's ugly. I know I'm not Aiden, but that shit's ugly. It would look so ugly on him. Alright, so what should we buy? Oh, jewelry? No. Shoes? No. 木椅啊? You don't even need shoes if you wear those all the time. That's true, huh? I do need it. Hi-chu? What is this? Sunglasses? Watches? Wow, even đồng hồ nữa các bạn. 25% off. Oh, look at the more watches on this side. Nhưng mà đồng hồ đây rẻ lắm, có mười mấy đồng à. Mấy cái này có 39 đô thôi các bạn. Morgan has a Jojo Siwawa. Even mấy cái này luôn các bạn cũng là 25% off. Look at this case right here. Really nice case, 25%. All the movies here, all the games. Oh, look at movies. I want to see the games. Games? Hey, they have on sale. Look at these speakers over here. Look at the boombox. Yeah? Yeah, Peppa Pig. Peppa Pig? Yeah, look at this. You have a problem with me still watching it? You can make a case of iPhone 15. Rất là, có mấy cái hiệu không mà. 64 đồng, nhưng mà vẫn được 25% off các bạn. What is all this over here? Đây là những cái máy DVD player. Đó, Blu-ray 108. Mấy cái này bây giờ lỡ thời rồi, không ai dùng nữa. 25 phút. Ồ, cái bình này cũng đẹp đó chứ. Pretty nice cup. Hả? Hey. Let's go check, see what they have. Man, all the TVs are gone. Mấy cái TV người ta bán hết rồi. Oh, look at this. How about this? Speakers, portable speakers. What do you guys think? Should we get one? Look at this. Purple? Oh, Harman? No. Sony speakers? Mấy cái Sony này. Ooh, look at it. How about the Charge 5? Cho anh lúc trước chó cái có cái này. Nghe hay lắm. Hát được không? Ooh, cái này bự nữa nè. 25% off. Cái này đẹp quá. Ooh, quá đẹp. 25% off là cái khoảng bao nhiêu? Cái Charge 5. Charge 5 là 156. Mình tưởng đâu là nó bớt 25% thì mua sẽ được nhiều lắm. Nhưng mà thiệt tình mình mua chỉ có 4 bịch nhỏ này thôi mà ra hết 100 đô. Trời ơi là trời. Tưởng đâu là tiết kiệm nhiều lắm á, hết cực cố. Đi mua vòng thôi mất 100 đô rồi. Thì dạ, cảm ơn vợ. Nè cái cây của em nè. Ok. Mẹ cũng vậy, có mẹ dù có thứ mẹ mua rồi mẹ cũng không muốn nhiều. Không dám đâu, vợ là về sớm luôn á. No. Tại vì có nhiều khi mình nếu mình để ý á, tại vì thực sự anh em thấy giá nó lối trung lên. Em nếu em mua bệnh kẹo đó, mình phía dưới giá khác.
Nếu mình để ý mình sẽ biết được cái giá nó khác. Thì hồi nãy lúc mà đi ra cửa thì cái nhân viên nói là thứ ba này, hôm nay là thứ bảy, thứ ba này nó sẽ giảm đến 50% lần. Nhưng mà tới lúc đó thì chắc không còn cái gì nữa đâu. À, thì nói chung thì mình đi mua thì mình thấy cũng không mua gì, không có gì hết, nhưng mà thật ra cái cũng mất tâm đâu. Tiền quá. Bây giờ mình sẽ đi qua bên vòng vòng bên lặn lội bên chỗ Ross thì chơi. Thì có gì không? Mà Ross mất mấy trăm rồi. Em á, phải kiềm chế lại. Mỗi lần đi Ross là em phải mua quá trời đồ. Cái xe đậu đây được lâu ta? Đâu được lâu đâu. Tạm thời thôi. Ừ, mẹ trời bắt đầu không nóng rồi đó. Mà sờ ghế thì mồ sao nó không đóng đi. Từ từ nó sẽ đóng thôi. Bây giờ quá sụn nè, cái mua mắt này đóng, người ta phải đi đâu qua bồn khác rồi. Đúng rồi, ừ, hơi bệnh. Nhưng mà thấy, chứ dù xe vẫn ít người ha. Ừ. Mua mắt mình đông người chứ còn. Mua mắt mình lúc này cũng đông rồi. Thì bây giờ mình vô Ross chơi. Chỗ này dân cư đâu tệ đâu mà sao đóng cửa. Can I stay in the car with my chicken? Thôi đủ rồi con. Vô trong đó con ngồi chỗ, nhưng mà con đừng có ôm vô nha, người ta tưởng con lấy đồ trong đó đó. Đúng rồi, không được ôm vô đâu, thôi bây giờ đi vô hết. Không được ôm gì vô hết đâu Khác. Let's go. Anh muốn bỏ đồ xuống. Đó, đây là cái Ross đây. Hồi nãy là mình đang đi ở bên cái Walmart ở bên góc đó, ngay chỗ đó. Thì nói chung là bây giờ cái kinh tế nó cũng eo hẹp, cho nên cái chỗ nào nó cũng vắng hết, không có nhiều. Ở đây thì có một cái nhà hàng BJ's ở bên đây. Đó. Bây giờ mình đi vô Ross thôi. Đi vô. Vô. Tina, chờ ba đi dưới, đi xin nhánh vậy. Gì? Cái gì vậy? He put his shirt too high. Too high? Alright, let's go. Is that another squishmallow I see? Rồi vô đây là bả thì phải, nhớ lẽ là phải cột bả lại. Không cột bả lại là chút xíu nữa là hết tiền. Ok thì bây giờ mình sẽ đi tới đây, mình sẽ tìm nước qua. Ở đây là cái phần mà men's fragrances đó, là những cái dầu thơm cho đàn ông. Này, giá thì cũng rẻ lắm, tương tự là rẻ thôi. Nautica Blue. Cái này nè, có 17 đồng mấy thôi. Có hiệu Guess, Michael Jordan, Abercrombie & Fitch. Cái này thì 14 đồng mà hơi nhỏ hơn Nautica. Có hiệu Guess Seductive. Guess này chắc thơm á. Đây mấy cái này coi phần bao nhiêu. Cũng 17 đô. Cái này là bên Mỹ. Nhiều, nhiều loại dầu thơm lắm. Mình có thể tìm. More on this side. Bên đây là ladies và đàn bà. Ở đây là Ross, các bạn thấy bán đầy đủ hết nha. Quần áo có, kẹo có, dài vớ, Wally cũng có luôn. Nói chung cái gì cũng có hết. Đầy đủ hết. Ở bên đây là dài vớ đây, có đàn ông, đàn bà. Bây giờ mình sẽ đi qua bên cái chỗ của đàn ông. Đó, thì đây là cái quần nha. Clearance Nike Unlimited. Only $17, có 17 đồng thôi. Hiệu Nike. Đó. Đây là tổng kho. Đó, rồi mình đi tới dài dở. Dài thì đủ rồi, dài hết. Mình thích thì mình chọn thôi. Ồ, có cái gì đây, không đẹp kìa. Thì size số 10 thì bự quá. Too big, let's look for smaller size. Okay, size 9. Okay, we go over here. Oh, cái giày này đẹp. What is this? Perry Ellis, size số 9. Cái này đẹp rồi, này mặc mà dress shoes. Cái này cũng đẹp nè. Thì có 29 đồng thôi các bạn. Đó. Cái này mang đi làm cũng được, 30 đô. Cái này cũng đẹp, kiểu này cũng đẹp nè.
Oh, cái này chemical reactions, really nice, good. Bao nhiêu vậy? Cái mặt này đi giá này rất là đẹp luôn á nha. Chỉ có 20 đô thôi. Giá thường là 50 đô. Thì còn 20 thôi. Chemical reaction rất là ngon, rất là tốt. Nhưng bây giờ mình không có nhu cầu để mua. Ồ, cái này gì đây? Ồ, đôi giày này rất là nhẹ nha. Cái này mang là rất là comfortable luôn á. Này mà nếu mà người nào làm mà đứng hoài á, đứng nhiều quá, ở trong cái đế nó rất là êm luôn. Đó. Rất là rẻ. Nói chung là không có đắt lắm. Rồi ở bên đây thì mình thấy dây nịt. Nói chung thì dây nịt thì mình mua 1-2 sợi là đủ rồi. Giá đây thì dây nịt để bán nè. Ở trên mấy cái này á, thì nó để cho mình biết là cái cỡ, cái cước. Cái này giống như 32 inch, cái này là 44 inch. Thì theo mình có nhầm cái sợi dây nịt mình có thể mang 2 chiều luôn, là mình nó hơi đổi qua bên kia trở thành màu nâu. Giống như cái này thì mình có thể mang nè, mình xoay qua thì mình có thể đó. Thì bây giờ nó là màu nâu. Đó, thêm các bạn, rất là đơn giản. Mà cái này cũng rẻ thôi. Cái này giá là ấy là 49 đồng 50 cent, nhưng mà ở Ross thì chỉ có 12 đồng 99 thôi. Rất là rẻ. Những ai mà muốn tặng quà cho bạn trai bạn gái lúc mà còn học ở trong high school hay gì đó, nghèo tiền hay là tiền là một vấn đề, thì mình hãy tới đây mình mua đồ. Mình mua một cái nón này cho bạn trai của mình, rất là rẻ, không có đắt lắm. Mỗi cái nón này chỉ có 8 đồng thôi. Đó, các bạn thấy không? Rất là rẻ. Toàn là đồ mới không, không phải là đồ cũ. Mấy đôi giày này nhìn đẹp. Giới cũng vậy, rất là rẻ luôn. Đây là bán một cái phần số nhiều. Thử coi có đôi giới đôi giày nào cho anh thích không? Mua thử coi. How many can you do, Aiden? 9 pounds. 5 pounds. 9 pounds? 9 pounds kind of heavy. How many pounds? I think I should do the biggest one. The biggest pounds? Wait, is that 6 pounds or 9 pounds? 9. Ow. Five pounds, huh? Oh yeah, they do. But that's 8 pounds. Oh, 8. His is a 6 pounds. Five pounds. This is 5 pounds. Oh, nice. That's 5. Yeah, that's this good. Is 6. This is. Yeah. Aiden, be careful, but baby. I need a set. You need a set? They yeah. do have a set. They do where? Here. Oh. Yeah. For 6 pounds. Oh, for 6 pounds. Yeah, this one has a rubber, so put which is good. Let me see. Yeah, not bad, right? Yeah, not bad. Check it out. They say no. They don't even say. They might have a $6.99. Yeah, well, this one is the 8-pounder. 8-pounder, yeah, that's an 8-pounder. We have a set for 8-pounder if you want it. Get a set. Oh, no. I think New Balance is a good brand. I don't know how, but Eden, she can, he wants to hold this. Oh, wow, he can do the 10 pounds? Just to hold the 50. But this one? Look, I want to do the 30 pounds. Dumbbells. 30 pounds? The dumbbells? No. Hey, mommy, what you doing, mommy? Or should I get the 15 pounds? The 10 pounds. Yeah, that's a 10 pound. Remember, you bought one of the orange ones. Yeah? Yeah, you bought this for me. We did the orange ones. It's a peachy. So, ở đây á, cái gì cũng có hết. Màn có nè. Gói có nè. Chairs. Khăn có nè. They don't have ashtrays. Yeah, look! Ooh. They're recording us, so let me record them. Có ghế nè. Có mấy cái ghế ngồi nè. Có quần áo của đàn bà. Đó. Bên đây thì có bán... Let's go, check this out. Đây là những cái đồ mà nấu ăn. Đấy. Look at this. Cái này là bên Italy. Giá thì cũng phải chăng lắm. Chỉ có 25 đô thôi. Ê, chừng té con. Rất là nhiều luôn. Đó, đây có nồi nè. Cái nồi này là được lifetime warranty luôn nha. Đó. Cái gì con? Dad, help me too. Để đi. Wait, what time is it? No. We're always left. Dao thì đủ loại dao luôn. Cái nào cũng có hết. Premium. Đầy đủ hết. Đây lúc nào cũng đông hết, nhiều người lắm. Chén dĩa, chén niễn luôn. Nguyên một cái set luôn. Thích thì mình mua. Đẹp. Gì không? Thôi, đi về. Rồi, mới đi thôi. Hết Ross, hết 16.
thì nó thích mua mấy đồ này không? 10 đồng con đó. Mịn thì mịn thiệt. Trời ơi. Về nhà bỏ đầy trong gói, trong nhà, trong giường hết. Má nó thì chơi bụi tùm lum. Mấy thằng nãy bà nói bà mua cái Monster nước mà không cho mua bia khác nữa rồi. You wanted a Monster Energy? Xếp bèo kìa, mấy đứa chưa xếp bèo kìa. Hồi nhỏ mình làm gì hả? Được ba mẹ mua cho mấy cái này cả nhà ha. Cơm còn có ăn nữa. Alina chưa xếp bèo kìa. Mommy! Yes! Ok, có con nè. Mấy đứa sướng quá à, đồ chơi đẩy nhà luôn. Mấy cái con này hả, dữ tới lớn luôn nha. Lớn tới lớn rồi. Một hai tháng nữa em được đem ra ra đem cho nhà thờ hết. Không, mấy con này em không đem. Bây giờ chạy qua bên, muốn mua bánh bèo à. Bánh bèo yếu qua Kim Bảo Quế. Nếu mấy con mình không gọi trước thì sợ lắm làm. Không có đâu. Em gọi Kim Bảo Quế.